shop Đội Đèn Xe Máy Son Anh. Xin chào các bạn. Trước mặt của các bạn đang xem đây là chiếc xe Winner V1 các bạn nha, của một vị khách hàng đến shop mình rất là xa xôi đến shop mình nha. Nâng cấp lên là đây là Billet X-Line V20. Vòng thiên thần vị khách hàng này đang chơi á, là màu trắng, mắt quỷ là màu đỏ. Vòng thiên thần bình thường nha các bạn. Đặc biệt là vị khách hàng này làm thêm cái dải LED Audi A11 tự mê khoa học tự làm ở nhà nha các bạn nha. Đó, đặc biệt hơn nữa là kết hợp bộ LED, bộ bi LED rất là nổi bật luôn và rất là ngầu luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói sơ sơ về quả bi LED này cho các bạn xem tham khảo nha. Đó, đặc biệt là pha của Billet X-Line V20 phiên bản này năm 2020 các bạn nha. Rất là pha, rất là chuẩn luôn các bạn. Đó, được bảo hành là 3 năm nha các bạn. Rồi, ok. Đó, rất là ngầu luôn các bạn ha. Rồi, em bắt xin mà luôn, bắt xin. Các bạn lắp một quả bi này không cần phải lắp thêm trời sáng ha. Tại vì nó rất là ok rồi các bạn. Rất là ok rồi ha. Và bắt xin ban ngày, bắt xin nữa em, bắt xin ban ngày. Rồi, ok. Em mở ra code. Code là không gây chói mắt người đi ngược lại các bạn nha. Các bạn yên tâm về cái phần tinh tế này ha. Không gây chói mắt người đi ngược lại. Và độ sáng cho ra cực kỳ tốt luôn. Giúp các bạn đi tốc độ rất là nhanh, vẫn ok ha các bạn ha. Vẫn an toàn cho mình ha các bạn. Rất là tuyệt vời ha. Rồi, tắt code đi. Rồi, ok. Quá ngầu luôn ha. Rồi, cực kỳ ngầu luôn các bạn. Rồi, có bạn nào làm xin liên hệ shop mình ha, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các bạn. Số điện thoại mình là 0346669686 ha. Cửa hàng mình tên là Đội Đèn Xe Máy Son Anh các bạn. Đây, số điện thoại này mình có đăng ký Zalo, các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thì inbox Zalo với mình luôn nha các bạn. Xe rất là ngầu luôn các bạn, rất là chất luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay ngược về màn hình cho các bạn xem nè. Đây, mình chỉnh cam là bình thường nha các bạn. Đó, cam bình thường đó các bạn. Mở pha nè các bạn. Ồ, quá đã luôn các bạn ơi. Đang là trong shop mình luôn các bạn. Pha nè ha. Các bạn thấy V20 pha nó có một tim giữa rất là đẹp luôn các bạn. Rất giống như một cây trời sáng vậy đó. Cây trời sáng zin vậy đó các bạn. Đó. Vừa lắp quả bi này mà được cây trời sáng nè các bạn. Thấy không? Có tim giữa này rất là sáng nè các bạn. Đó, tắt đèn maxim ban ngày nè các bạn. Rồi, mở code nè các bạn. Đó, tiêu cực hình vàng tím nè các bạn, rất là đẹp luôn ha, rất là nổi bật luôn các bạn. Ngay trung tâm giữa nhìn nó có một vàng, màu vàng rất là ngầu luôn các bạn. Đó. Rồi, ok. Pha nè các bạn, quá đã luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha, cảm ơn rất là nhiều ạ.